Hai, xin chào các bác, chào tất cả mọi người. Hôm nay em lại lên cho các bác một cái siêu phẩm đến từ bếp Từ Dương các bác nhé. Một siêu phẩm đến từ bếp Từ Dương. Đấy. Sản xuất thì cực mới luôn, 2021 các bạn. Đây, con siêu phẩm này sản xuất 2021 các bạn. Nói chung là chả có cái gì là đẹp hơn thì nó cả. Đây các bác nhé. Đấy. Em đã lau lau chùi qua ở bên ngoài rồi. Vì nó thấy nó đẹp quá mà đời nó rất là mới, nó là hàng nước luôn đấy các bạn, nó sản xuất rất cao 2021 hàng nước đấy, thì em thấy đẹp em lại view cho bác xem các bác nào mà có nhu cầu mà yêu thích thì inbox cho em thôi nhá. Đây con này là sản xuất 2021 hàng rất là mới, nói chung họ dùng rất là ít rồi, nhìn nó mới tinh rồi, bác về lau chùi qua cái băng dính đi phát là xong thôi nhá, bác lau chùi qua băng dính đi phát là xong đấy. Có bếp Từ Dương, con này điện 100V các bác nhá. Điện 100V, công suất của nó là 1.400W. Đây, 1.400W đây, nó hiển thị luôn ở đây này coi nha. Đấy, năm sản xuất của nó là dưới của hãng Isuzu Yamaha. Đấy, coi nhá. Có tất cả chế độ nướng, hầm, chiên, xào, tất cả mọi thứ đều ok các bác nhá. Đây, bây giờ em sẽ test luôn cho bác xem. Nó sẽ nhanh như thế nào, nó rất là nhanh. Trong này công suất 1.400 nhưng trong đời mới thì chạy rất là sướng. Chúng mình sẽ ấn với đây 2 giây. Ấn với 2 giây, rồi ấn nút đây. Cái này nấu nướng này. Đây hiện giờ này. Có cả hiện giờ nhé các bác nhé. Rất là hiện đại. Đấy hiện giờ ok này. Đấy các bác. Đấy thấy chưa. Tắt hiện giờ này. Tắt về tắt chế độ này. Chuyển chế độ trên xào này. Đấy. Không. Đây chế độ này chế độ độ C luôn này. Độ C này. Đấy các bác nhá. Đấy nó có 3 chế độ chơi cho các bác. 3 chế độ chơi cho các bác. Còn đây mặt hiển thị nó đây tất cả đây. Nói chung rất là nhanh. Em thấy đun khá là nhanh luôn đấy. Ổn rất ổn. Hiện giờ các thứ đầy đủ cả. Đấy một bên là số ok này coi này. Đấy coi nhá. Em sẽ test xem bên này. Nói chung nó mới lắm. Nó còn rất là mới à. Cũng chả có cái gì để mà ấy được cả. Đây cái đây là hiện giờ này. Đấy em test tất chế độ cho bác xem nhá. Đấy con này. Con bếp Dương. Bếp Từ Dương. Sản xuất 2021. Công suất là 1.400. Đấy công suất là 1.400. Điện 100V coi nhá. Điện 100V. Hàng của nội địa Nhật. Hàng lướt nội địa Nhật. Con này em bán cho bác với giá là 2 triệu các bác nhá. 2 triệu. Đấy. Giá 2 triệu các bác đã chuyển khoản đủ em bao ship cho các bác nhá. Bếp Từ Dương, điện 100V, công suất 1.400, sản xuất 2021, hàng lướt các bác. Cực kỳ đẹp các bác nhá. Đấy, với giá là 2 triệu chuyển khoản đủ em bao ship cho. Các bác cần thì liên hệ em số điện thoại là 097 848 1143 các bác nhá. Các bác cần liên hệ em số điện thoại là 097 848 1143 thôi nhá. Đấy. Ok, cảm ơn các bác.